Công khai bày tỏ thương nam em, rốt cuộc Đàm Vĩnh Hưng là bạn của ai? Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được biết đến với tư cách bạn thân của Trường Giang, nhưng mới đây anh lại công khai chia sẻ với nam em trên mạng xã hội. Cách đây ít phút, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã bị các thánh soi trên mạng xã hội bắt quả tang, gửi bình luận chia sẻ với nam em sau bão scandal tình ái ồn ào với Trường Giang. Theo đó, sau khi nam em đăng tải lên trang cá nhân đoạn clip dài 16 phút, ghi lại cảnh lên núi nghe cô Nguyễn Thanh Thúy răn dạy chuyện đời, tìm ý nghĩa cuộc sống, Đàm Vĩnh Hưng đã viết để lại bình luận thương, thể hiện sự chia sẻ sâu sắc dành cho top 8 Hoa hậu Trái đất 2016. Bình luận của Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng và tạo ra một cuộc tranh cãi. Rõ ràng thái độ của Đàm Vĩnh Hưng dành cho nam em sau cơn bão tình ái rung động showbiz là sự cảm thông chia sẻ. Nhưng điều đáng nói, Đàm Vĩnh Hưng là anh em thân thiết với Trường Giang. Cách đây vài ngày, chính anh đã có những động viên rất tích cực dành cho đàn em khi cả hai đi chung show diễn tại Quảng Ninh. Sáng nay ra sân bay, gặp lại chàng trai năm ấy, nam nghệ sĩ yêu hoa đào nhất Việt Nam, thương gì đâu. Nó chỉ ngồi im lặng cười và lắc đầu, mặc cho nguyên bầy trợ lý của tôi chọc ghẹo sau xé. Nó hẹn tôi đi xem tôi hát tối mai, nhất định anh sẽ hát tặng em ca khúc Xin lỗi tình yêu và Tình yêu không có lỗi, ok. Những ngày qua, hình ảnh Trường Giang trở nên xấu xí hơn rất nhiều trong mắt công chúng, đặc biệt là khán giả nữ, sau khi nam em công khai tố danh hài bắt cá hai tay, bạc tình, phủ phàng. Sự chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng dành cho Trường Giang là điều dễ hiểu, khi họ cùng là đàn ông, lại thân thiết và yêu mến nhau, không thể không bảo vệ nhau qua hoạn nạn scandal. Song sự chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng dành cho nam em khiến fan không khỏi ngạc nhiên, vì không rõ cuối cùng ông Hoàng Nhật Việt đứng về phe nào, ta hay địch.